Ở trong sinh mệnh của chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ gặp được một người như thế. Người đó thích bạn, bạn thích người đó, bạn yêu người đó cũng yêu bạn. Hai người hoàn toàn thuộc về nhau. Bất kể là ai hay chuyện gì cũng không thể phá vỡ. Như vậy, cho dù người đó không hoàn mỹ, vô khuyết, cho dù bạn vì người ấy mà mất đi điều gì, vậy thì sự mất mát ấy, dù là thực sự mất đi, cũng nhất định khiến bạn cảm thấy thỏa mãn và sẵn sàng chịu đựng một cách vui vẻ.